Nếu trong trường hợp mà quy định của pháp luật bắt buộc phải có con dấu thì sao? Ví dụ có rất nhiều biểu mẫu nhà nước người ta luôn ghi rằng là. Bạn hỏi, luật sư trả lời. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Bạn hỏi luật sư trả lời do Hạng Luật Biếu Lo tổ chức và thực hiện. Từ ngày hôm nay tôi xin được phép là mời luật sư Lại Thị Khánh tiếp tục đồng hành cùng chương trình ạ. Chào luật sư ạ. Chào bạn, rất vui được quay trở lại chương trình. Và ngày hôm nay thì có một câu hỏi của anh Đức Hải ở Cần Thơ có gửi câu hỏi về chương trình cũng như luật sư như thế này. Tôi xin phép được đọc nguyên văn câu hỏi để cho quý vị khán giả cũng như luật sư theo dõi dễ hơn. Câu hỏi: sếp của công ty hay đi công tác, cầm theo con dấu để tiện thể ký các hợp đồng. Tuy nhiên, những lúc như vậy ở công ty các phòng ban khác lại không có con dấu để sử dụng. Vậy xin hỏi công ty có được nhiều hơn một con dấu không thưa luật sư? Và có bắt buộc phải có con dấu khi đóng lên các hợp đồng hay không? Công ty chúng tôi cần phải thông báo cho cơ quan nào khi thay đổi hoặc bổ sung con dấu? Cảm ơn luật sư ạ. Đây cũng là một cái thắc mắc rất nhiều doanh nghiệp gặp phải, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn. Bởi vì như chúng ta biết là các doanh nghiệp lớn thì cái công việc người ta sử dụng con dấu là vô cùng nhiều. Người ta sẽ không phải chỉ đơn giản ký hợp đồng, nhiều khi là một cái biên nhận nhận tiền, một cái giao nhận hàng, một cái xuất hóa đơn hoặc một cái xuất phiếu thu, hoặc là thậm chí một cái tờ xác nhận giao nhận tài sản, giao nhận cái gì tất cả đều đóng dấu treo chẳng hạn, hoặc là cần một đóng dấu gì đấy. Thì chúng ta sẽ hiểu là đối với công ty lớn là cái việc người ta phải sử dụng con dấu rất là nhiều. Và nếu như chỉ có một con dấu là các phòng ban cứ phải trao nhau, cứ phải chạy đi chạy lại đưa cho nhau. Chưa kể như anh ấy, như trường hợp này anh Hải anh hỏi là bây giờ sếp đi công tác mà đi công tác là để ký hợp đồng thì mang theo con dấu thì ở nhà không biết giải quyết như thế nào. Thì đây cũng là một vấn đề mà nhiều doanh nghiệp quan tâm. Nhưng mà thực tế thì luật người ta cũng đã giải quyết xong vấn đề này rồi. Luật hiện nay rất là thoáng. Như ngày xưa là quy định là ví dụ như phải có con dấu và có một con dấu thôi chẳng hạn. Thì bây giờ quy định là doanh nghiệp tự quyết định thích có bao nhiêu con dấu cũng được. Hình thức con dấu như thế nào cũng được. Hình thức ở đây là có thể là hình thức là cái con dấu mà bằng vật lý, tức là mình nhìn được mình đóng á. Hoặc là con dấu bằng điện tử, đó là cái token, cái chữ ký số á. Đó. Hoặc là bằng một hình thức khác nào đó nếu doanh nghiệp đồng ý. Đó. Thì hiện nay luật đang, và cái việc mà quản lý sử dụng các con dấu này như thế nào, ví dụ con dấu này dùng trường hợp nào, con dấu kia dùng trường hợp nào, ví dụ cái token dùng trong phòng ban nào, rồi cái con dấu đóng dấu dùng phòng ban nào, rồi bao nhiêu con dấu, bộ phận nào giữ con dấu, thì cái đấy hoàn toàn cũng là ở cái tự điều lệ hoặc là những cái quy chế sử dụng con dấu của doanh nghiệp tự thỏa thuận. Chứ pháp luật hiện nay là cũng không có quy định quá chặt chẽ, tức là không có bắt buộc phải theo một cái chuẩn nào. Là miễn là doanh nghiệp cảm thấy thuận tiện cho mình thì cứ làm thôi. Tất nhiên là điều kiện là phải đi làm dấu ở những cái đơn vị được phép làm dấu, chứ không phải là mình tự thích đi đặt dấu ở đâu cũng được. Tại vì nó sẽ có những cái công ty, những cái doanh nghiệp, những cái tổ chức mà người ta được phép sản xuất con dấu á, thì mình đến mình đặt hàng ở những cái doanh nghiệp đấy là hiện nay là được. Vâng, cảm ơn luật sư ạ. Thì công ty có bắt buộc phải có con dấu khi đóng lên cái hợp đồng không thưa luật sư? Theo quan niệm truyền thống ấy, là luôn luôn nghĩ rằng là tổ chức, công ty là khi người ta làm gì người ta cũng phải có con dấu đi kèm. Và nhiều người hiểu lầm rằng đối với những hợp đồng mà không có đóng dấu á, là những hợp đồng đấy không có giá trị pháp luật. Nhưng mà cái quan điểm đấy là đang bị sai so với hiện tại và mình cần phải thay đổi tư duy đi. Hiện nay là theo quy định về luật doanh nghiệp về con dấu, người ta cũng quy định là chỉ bắt buộc đóng dấu đối với trường hợp pháp luật có quy định. Mà tôi tìm rất nhiều pháp luật thì cũng không có, rất nhiều quy định của pháp luật ấy, họ cũng không hề có nói rõ là phải đóng dấu vào hợp đồng mới có hiệu lực, mà người ta chỉ nói là hợp đồng ký đúng thẩm quyền là được. Tức là người ta không nói là ví dụ nha, tôi nói quy định là hợp đồng phải do người có thẩm quyền ký, chứ người ta không mở ngoặc là thêm chữ và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền, ví dụ vậy, công ty có thẩm quyền. Nên chúng ta hiểu rằng nếu như người ta chỉ ghi như vậy thì chúng ta phải hiểu là không cần con dấu cũng được. Tất nhiên là tự doanh nghiệp hai bên thỏa thuận cần có con dấu thì cái đấy là chuyện khác. Ví dụ trong hợp đồng ghi rõ là hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi mà có người có thẩm quyền ký và đóng dấu hai bên, thì chúng ta hiểu là chỉ cần thiếu con dấu của một trong hai bên thì hợp đồng có khả năng là đã không được, không có hiệu lực rồi, thì hai bên đã thỏa thuận vậy. Thì cái này là hiện nay pháp luật là không bắt buộc phải có con dấu nếu như pháp luật không quy định bắt buộc hoặc là các bên không có thỏa thuận khác đó. Ngoài ra thì cũng có rất nhiều hợp đồng hiện, nếu trong trường hợp, ngoài ra lại có một câu hỏi là nếu trong trường hợp mà quy định của pháp luật bắt buộc phải có con dấu thì sao? Ví dụ có rất nhiều biểu mẫu nhà nước người ta luôn ghi rằng là ký đóng dấu, thì chúng ta phải hiểu là chỉ cần biểu mẫu nhà nước dùng từ đóng dấu là chúng ta phải hiểu phải đóng dấu đó, cũng là một dạng bắt buộc rồi đó. Đó, chứ không phải là ký đóng dấu xong mở ngoặc chữ nếu có, thì chúng ta có thể hiểu là có con dấu đóng cũng được, không có thì thôi. Đó. Thì trong trường hợp này sẽ có một câu hỏi tiếp là vậy ký bằng token có được không? Đó. Thì hiện nay theo quy định tại Nghị định 130/2018 ấy, người ta quy định rằng là đối với trường hợp mà pháp luật quy định bắt buộc phải có con dấu thì phải hiểu được rằng là cái token đấy cũng tương đương những con dấu vật lý, con dấu mà đóng cùng đó. Thì tức là hiện nay chúng ta hiểu là token có giá trị tương đương y hệt con dấu bình thường.
Đấy là những cái quy định hiện nay để cho anh ấy có thể tham khảo với công ty mình. Tức là thứ nhất là nếu không bắt buộc thì không cần có con dấu cũng được. Thứ hai là trong trường hợp mà bắt buộc con dấu thì dùng token thay cho con dấu cũng được, chứ không phải lúc nào mình cũng bê khư khư cái con dấu mình đi khắp nơi để mình đóng, như vậy rất là bất tiện cho các doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là thời đại này, thời đại 4.0 điện tử rồi. Vâng, cảm ơn luật sư ạ. Thì tiếp tục đến một câu hỏi của anh Đức Hải á, thì anh Đức Hải có hỏi là công ty có phải cần thông báo cho cơ quan nào khi thay đổi và bổ sung con dấu hay không, thưa luật sư? Câu hỏi của anh Hải làm tôi nhớ đến cái giai đoạn cách đây khoảng chắc là tầm 4-5 năm gì đấy. Cái thời điểm mà luật doanh nghiệp ngày xưa, cái luật trước khi luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực, phải là thời điểm đấy là đối với những người là những luật sư làm trong mảng doanh nghiệp chúng tôi á, là luôn luôn phải có một thủ tục đi kèm khi mà thành lập doanh nghiệp, đó là thủ tục thông báo mẫu dấu. Tức là sau khi thành lập doanh nghiệp xong, có cái giấy phép xong, chúng tôi đi các công ty khách hàng của chúng tôi sẽ đi mua con dấu, sau đó là phải đóng con dấu lên một cái thông báo mẫu dấu, sau đó phải thông báo đến sở kế hoạch đầu tư là chúng tôi đã giống như kiểu chúng tôi đã mua dấu và dấu của chúng tôi đây nha, để sở kế hoạch đầu tư biết. Sau đó là khi làm với một số cơ quan, ví dụ như chúng tôi đi làm thủ tục xin visa thẻ tạm trú cho các chuyên gia các công ty chẳng hạn, thì khi mà chúng tôi đóng dấu lên các tài liệu giấy tờ thì cơ quan chức năng có thẩm quyền là yêu cầu chúng tôi phải cung cấp cả cái thông báo mẫu dấu và cái thông báo chấp thuận mẫu dấu của sở kế hoạch đầu tư đi kèm để chứng minh con dấu đấy là đúng con dấu của doanh nghiệp. Tức lúc đấy thủ tục nó rất là phức tạp và nhiều khê. Thì bây giờ theo như cái xu hướng là nước ta đang theo xu hướng là mình đơn giản hóa thủ tục giấy tờ, cũng như là tăng cái sự linh động, chủ động và cái sự gọi là tự quyết định của doanh nghiệp, thì hiện nay là cái thủ tục thông báo mẫu dấu đấy nó đã bỏ đi rồi. Thì suy ra là ngay cả mẫu dấu lúc lần đầu có cũng đã bỏ, thì việc thay đổi sau này thì càng thay đổi, bổ sung bớt con dấu đi vân vân thì càng không phải thông báo. Nên là cái câu trả lời của tôi là hiện nay cái thủ tục thông báo bổ sung rồi sửa đổi mẫu dấu là đã không còn nữa, doanh nghiệp tự quyết định cái chuyện này, miễn là lưu ý là vẫn phải đi sử dụng con dấu của, tức là mình phải mua con dấu của những cái doanh nghiệp mà người ta có chức năng bán con dấu là được. Vâng, cảm ơn luật sư ạ. Thì tôi tin rằng qua những câu trả lời vô cùng giá trị của luật sư thì chắc anh Đức Hải cũng như tất cả các bạn đang tham gia chương trình cũng đã hiểu hơn cái vấn đề liên quan đến việc mà con dấu công ty, việc ký tên hay là ký hợp đồng có phải đóng dấu hay không. Nếu trường hợp anh Đức Hải hay các bạn đang xem chương trình có những câu hỏi hay thắc mắc nào, có thể bình luận ngay bên dưới video này. Chúng tôi sẽ gửi câu hỏi này cho luật sư và luật sư trả lời các câu hỏi đó trong những chương trình tiếp theo. Và ngoài ra chúng tôi còn có một cái cộng đồng trên Facebook. Cộng đồng này tôi đang để cái QR trên màn hình này, các bạn có thể quét. Và ngoài ra cũng có một cộng Gmail, các bạn có thể truy cập vào cộng Gmail này và gửi câu hỏi ha. Rồi, một lần nữa xin phép thay mặt chương trình cảm ơn luật sư Khánh đã tới tham gia chương trình ạ. Xin cảm ơn luật sư. Đến đây chương trình thôi kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo. Xin chào. Bitbot Law, luật sư của mọi nhà. Liên hệ 0978 333 379 để được tư vấn.